Hello mọi người, nhân dịp là đang ở trong phòng thay đồ vô cùng xịn sò của tuyển Trung Quốc thì mình sẽ lấy bóng ra mình chơi vài đường, tất cả mình sẽ làm một cái clip dạy bóng đá cho anh em, dạy những skill bóng đá của Việt Nam trong phòng thay đồ Trung Quốc. Đấy, thế nó hay chứ mọi người. Ui, cảm giác này tâm sướng lắm mọi người, kiểu phòng thật xịn đấy. Ok mọi người, hôm nay thì mình sẽ nghe một kỹ năng lên bóng kiểu của Quang Hải ngay trong phòng thay đồ của đội Trung Quốc. Kỹ năng này như sau: kẹp bóng như này, tập lên đấy. Cách làm như sau mọi người nhá. Ở skill đầu tiên, chúng ta kẹp bóng vào giữa hai mắt cá chân. Hai mắt cá chân như này nha. Kẹp làm sao mà là chắc để mà di chuyển thoải mái. Đấy, để mà làm sao mà Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam mình kẹp Trung Quốc. Kẹp chắc vào nhau người nha. Bước số 2, tập nhảy lên với bóng. Nhảy nhẹ lên. Làm sao bóng cũng bị rơi vào chân. Đấy, đúng không? Rất nhẹ nhàng. Không sao đó. Như mình nói, ok. Khi mà kẹp chặt này, nhảy lên ok rồi, thì sẽ là bước tiếp theo. Bước số 3 vô cùng quan trọng. Chúng ta khi nhảy lên thì chúng ta nhả bóng ra. Hơi nhả lên này, hơi nhả lên một chút như này. Mọi người nhìn nhá. Nhả lên này. Nhả nhẹ lên một chút, ok. Nhả nhẹ lên một chút này, ok. Và sau đó đồng thời chúng ta sẽ dùng phần mu bàn chân đập bóng xuống, đập bóng xuống cho bóng nảy lên mọi người nhé. Nhìn kỹ này, kẹp ra chân này, nhảy nhẹ lên đập xuống, kẹp ra chân nhảy nhẹ lên đập xuống, ok. Cao này, đấy, được chưa? Ok chưa? Đó. Ở skin số 2 thì mình sẽ qua góc này cho mọi người cùng xem. Ở skin số 2 thì làm như sau. Chúng ta sẽ dùng này, chân trụ để ở phía trước bóng một chút xíu này, khoảng tầm 15cm này nhé. Đấy, khoảng này. Chân còn lại chúng ta sẽ dùng cái phần má chân này quệt vào bóng này, quệt vào bóng như này. Mọi người nhìn kia này, dùng má chân này đá vào bóng như này, sao cho bóng nó đập vào phần góc của chúng ta, thế này. Đập lên và bay lên mọi người nhé. Tưởng tượng này, từ đây đúng không, chúng ta phải cái trụ này phía trước, dùng phần má lại này đạp vào đây, chéo vào đây, quật lên. Mọi người nhìn nhé, bị đẹp thế này, chân trụ đặt lên này, đá bóng xuống này, làm sao bóng bay đập vào đây, bóng đi vào đây, đập vào đây và bắn lên. Ok, nhìn kỹ nhá, mình sẽ làm cho mọi người xem này. Ôi trời ơi, đó được chưa, tập vào bắn lên rất nhẹ nhàng. Một lần nữa nha, ok. Chúc bà con tập luyện vui vẻ thành công và đừng quên là like share cho mình, và chúc mừng Việt Nam sẽ chiến thắng Trung Quốc.